Thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu. Và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình chỉ sống ở Bình Dương khoảng 3 ngày trên một tuần, 4 ngày một tuần. Còn lại thì mình sẽ tự đánh xe, lái xe về Kiên Giang. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m², đang lỡ vợ ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Quá dữ luôn, tất cả mọi điều tốt hết rồi. Quá trời tốt. Còn nữa không? Đang có 2 căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 m² đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm 2 cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái. Wow. Trời ơi, anh ơi, mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi dự khai trương không? Chẳng ta rất là kỹ tính. Kỹ tính thí dụ đi, giờ nói luôn. Ví dụ như chẳng hạn như là em là một người rất chi là sạch sẽ, ở nhà cũng vậy, không có một đôi dép nào hết, toàn bộ em chỉ đi mang giày, tại vì em sợ mang đôi dép đó thì người khác sọc chân vào. Nếu mà dép của em mang đó thì người khác sọc chân vào thì em sẽ bỏ đôi dép. Thành ra chưa bao giờ có một đôi dép. Anh không thích là có thêm bé nữa, tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn, là anh cũng chuẩn bị qua tuổi tới tuổi nghỉ ngơi. Nếu mà anh mà Quyền Linh, xin chào Ngọc Lan, xin chào khán giả trong trường quay có mặt ngày hôm nay. Mình là Quỳnh Phước, năm nay 49 tuổi, mình đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hiện tại công việc của mình là kinh doanh. Kinh doanh về gì Phước? Vấn đề đó tí xíu em nói sau được hả? À được, rồi mời nhà gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia hàng rào và em xin chào toàn bộ khán giả trường quay. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Bình, năm nay em 40 tuổi, quê thì ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhưng hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Em đang làm chuyên viên pháp chế cho một công ty bất động sản ở quận 1. Bây giờ mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Phước. Riêng về ưu điểm của mình á, mọi người đánh giá là mình hoàn toàn mọi mặt đều là ưu điểm. Về việc ở gia đình, hầu như mọi thứ, tất cả việc trong nhà mình đều làm được, kể cả điện nước, không cần phải thuê mướn kỹ thuật. Về cơm nước, bếp núc mình cũng rất tốt. Còn về lĩnh vực xã hội, rất là nhiều người nhận xét là ngoại giao, xã hội thì đạt điểm rất cao. Về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu. Và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình chỉ sống ở Bình Dương khoảng 3 ngày trên một tuần, 4 ngày một tuần. Còn lại thì mình sẽ tự đánh xe, lái xe về Kiên Giang. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m², đang lỡ vợ ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Quá dữ luôn, tất cả mọi điều tốt hết rồi. Quá trời tốt. Còn nữa không? Đang có 2 căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 m² đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm 2 cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái. Wow. Trời ơi, anh ơi, mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi dự khai trương không? Chẳng ta. Tất cả bây giờ á là nhà trai tôi đều tốt hết. Em chào anh. Để chào nhà trai tôi lên hết cái đã. Mình rất ngưỡng mộ Ngọc Lan qua những cái chương trình phim truyền hình. Dạ cảm ơn anh, em nghe anh chuẩn bị khai trương showroom em phải đi qua liền để hỏi coi anh có mời em đi. Nói chung á là hồi nãy mình cũng có nói với mấy bạn dẫn dắt mình vô đây nè, và đây thì mình cũng hôm nọ mình có chuẩn bị được cái lời mời của chương trình thì mình cũng có chuẩn bị cho quà cho anh Quyền Linh, quà cho Ngọc Lan, nhưng mà rất tiếc xe mình chở không vừa. Tính tặng cái tàu á thầy. Không không, thằng bộ ghế cũng được anh. Đúng là không, chỉ có một cái, mỗi người một cái ghế thư giãn, nhưng mà sẵn hôm nay thì cái này mình dự định đó là tí xíu mình nói sao. Tí xíu mình xin cái địa chỉ của anh Quyền Linh và của Ngọc Lan. Nhà em mình sẽ cho shipper chuyển xuống anh nha. Nhà em có xe tải á, nếu mà vậy, nếu mà vậy thì chở lên luôn. Ok, nếu mà vậy thì Ngọc Lan cứ điều xe tải lên công ty của mình. Em đùa thôi. Em đùa thôi. Anh ngồi xuống đi. Dạ, rồi mình còn gì nữa nè? Cái mục tiêu của năm 2022 là mục tiêu này là mục tiêu tâm huyết và đặc biệt và cũng là cái sở thích của mình. Là mình sẽ mở một cái du lịch. Ở đây du lịch của mình nó không phải là nói là du lịch bao gồm tất cả, ở đây là mình chỉ là riêng về cái lĩnh vực là giải trí. Ở giải trí đây mới chẳng hạn như là câu cá, một cái tour đó ha. Đúng rồi, một cái tour nhưng mà để đi câu cá. Dạ. Rồi câu cá tức là anh có tàu sẵn đúng không? Đúng rồi, đúng một rồi. Cái tour du lịch để đi ra câu cá, còn nếu mà đi bằng gia đình, nếu mà có gia đình vợ con đi theo thì mình sẽ dùng du thuyền với lại cano, mình sẽ chuyển hay quá chở những phụ nữ và những em bé đi lên những cái đảo tùy theo cái sở thích của khách hàng của mình yêu cầu. Còn gì nữa? À,
Thì cái đó là mục tiêu của năm 2022 của mình. Mục tiêu. Nhưng mà đúng rồi, là mình đã lên kế hoạch từ lâu. Nhưng mà do dịch, mình chỉ có một mình thôi, thành ra không thể nào quản lý hết. Mình cũng mới vừa dừng một cái showroom ở Bình Dương, là do nhân viên không làm việc không hiệu quả. Nói chung chuyện gì cũng tốt hết, nhưng con đường tình duyên chắc chưa được tốt đúng không? À, chắc đó, giờ đó là một cái mình cũng đang định nói đây, là cái khuyết điểm của mình là cái tình duyên không tốt. Cái khuyết điểm cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trong lúc này thì mình không ca hát gì được. Đang cái khỏi ca, có tao là khỏi ca. Đúng rồi. Bây giờ tôi qua nhà gái. Hiện tại thì mình cũng có đang sở hữu một chiếc du thuyền mini. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em gái. Em gái có ưu điểm khuyết điểm gì em gái? Ưu điểm của em thì cũng chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ thôi à. Em là người chăm chỉ, thích chăm lo cho gia đình và có tính tự lập. Tốt. Dạ. Còn khuyết điểm thì em thấy chắc cũng hơi nhiều chút xíu. Khuyết điểm đầu tiên thì em hơi nóng tính. Dạ. Nhưng mà em quá để đập tàu không? À, dạ không, em thuộc dạng là nóng theo cái kiểu là nóng lên xong to tiếng xong cái nguội luôn. Đó, dạ. Tiếng dẫn tới câu cá là hết. Dạ chắc cũng vậy. À, cái thứ hai nữa là em hát dở lắm. Em vừa mù nhạc mà giọng em vừa dở. Bữa kia hát được nay đau họng hát không được. Dạ, dạ. Thôi kệ, bữa nào về hát chung cũng được. Thứ ba nữa là cái khuôn mặt của em á, do cái cấu trúc khuôn mặt cho nên là nếu mà ví dụ bình thường mà em không cười một cái là ai cũng kêu trời sao mặt nó nhỏ gì mà nó khó dữ vậy, không muốn lại gần. Quay nín cười. Dạ. À, đừng cười thứ ơi, cũng đâu có mất như vậy, ai nói kỳ vậy. Bạn em ai cũng nói chứ. Ai cũng nói hả? Dạ. Bữa nay chương trình không có nói gương mặt thường. Là cũng có nét. Đúng rồi, không có đến mức gì như thế mà. Đừng có tự ti quá, mình phải lạc quan lên giống như anh giáo đốc bên kia. Dạ. Tôi là có hết. Dạ. Lạc quan đúng không? Chị cũng có, chị có bồ cũng có thôi. Đúng rồi. Anh thiếu bồ mới lên đây. Cái tính cái đó là cái khuyết điểm của anh thôi. Bữa nay mình cố gắng hỗ trợ cho nhau. Hỏi anh sao đây? Lo đếm tiền nhiều quá, lo công việc em nhiều quá. Em hỏi thiệt anh á, chứ cái gì anh cũng có. Điều anh là người một người là gọi là quá toàn diện rồi. Kinh doanh giỏi, tính tình tốt, giao tiếp xã hội là quá tốt luôn. Mà tại sao anh lại có mặt ở chương trình này? À, kể cho em nghe. Sáng nay Ngọc Lan hỏi vậy thì mình cũng xin trả lời trước mặt tất cả mọi người trong khán phòng. Thì mình cũng đã từng gãy đổ hôn nhân. Dạ. Là do mình mãi mê kiếm tiền. Thì đến hôm nay thì mình vẫn còn mãi mê kiếm tiền, nhưng mà mình đã có một cái kế hoạch là mình sẽ dùng người để kiếm tiền thay cho mình. Anh cái trước. Vấn đề thì lúc này thì mình sẽ tập trung vào cái kiếm vợ trước đúng không? Gia đình. Có tiền mà không có vợ cũng như không á, là cũng mệt mỏi lắm, không ai giữ tiền đó. Không ai đếm phụ nữa, phụ nữ có giữ tiền tốt hơn. Mình không có vợ giữ tiền á, mình xài tiền cũng mau hết lắm. Rồi mình làm tùm lum tùm la nó tùm lum hết trơn á. Thấy không? Có vợ kiểm soát được rất là tốt. Nhưng mà bây giờ anh có gia đình rồi, có con chưa, và tại sao chia tay, và chia tay lâu chưa? À, mình đã có một bé gái, năm nay bé gái được 6 tuổi, nhưng mà hiện tại thì bé đã mình gửi bé bên sống bên ngoài với mẹ, tại vì công việc của mình không có thời gian để chăm bé được. Mình chia tay vợ lâu chưa? Mình chia tay với cô ấy thì năm 2017. Lý do hồi nãy mình cũng nói đó, mình mãi mê lo công việc kiếm tiền, nói chung là mình đi thường xuyên. Tội nghiệp người phụ nữ, thấy chưa? Anh thấy không, anh quá nhiều cái cơ hội có tiền. Anh có cơ ngơi, anh cái gì cũng có, cái gì cũng tốt. Nhưng người phụ nữ đó, họ cần cái sự quan tâm, chăm sóc không có, nên họ ra đi. Chính vì thế nên nếu muốn vợ, muốn tìm một người yêu nữa, ngay bây giờ thì phải quan tâm, chăm sóc người phụ nữ. Chứ không có phải vì tiền mình cứ chạy theo tiền, mình quên cái sự chăm sóc đó. Nói chung thì mình cũng quan tâm chăm sóc lắm, nhưng mà không biết mình tìm một người phụ nữ tiếp theo là có học theo cái sở thích giống của mình hay không? Theo Linh nghĩ nếu mà anh... Thật ra nãy giờ anh nói là một người giàu có đó, tại sao người phụ nữ lại bỏ ra đi? Có lẽ anh thiếu sự quan tâm. Hay một thiếu một điều gì đó. Chứ một người phụ nữ có chồng giàu như thế, 5-7 ngàn mét vuông, có chiếc tàu như thế, có showroom nhiều như thế, có tùm lum tùm la, tại sao người ta lại ra đi? Không ai dạy ra đi. Nếu như người chồng yêu thương họ, chăm sóc con chung như thế thì không ai ra đi hết. Chắc chắn mình sẽ thiếu một điều gì đó. Không phải là Linh moi ra, nhưng mà mình phải thấy được mình thiếu cái gì để mình bù đắp cho cái người tới đây, để họ đừng ra đi nữa. Đúng không Phước? Đó, mình phải biết mình thiếu cái gì. Tính nghĩ chắc thiếu sự quan tâm. Rồi nhiều khi làm nhiều tiền quá mà không đưa tiền cho người ta cũng... Có đưa không? Ví dụ như chẳng hạn như về công ty thì mình vẫn để cho cô ấy xài thoải mái.
mình vẫn có tiền nó không nhiều, xài cũng thoải mái. Vì tiền công ty nó nhiều bằng tiền riêng của anh á. Ví dụ vậy. Không, cái này không ví dụ đó. Chẳng hạn nếu anh Quyền Linh với Ngọc Lan nói vậy hỏi trước mặt khán giả trên khán phòng, nếu một tháng 50 triệu mọi người có sử dụng hết hay không, nếu mà mình đừng lãng phí nó. Cũng tùy anh, tại vì tiền học của con nhiều lắm. Không. Tiền học của con là một tháng. Không, cái tiền học học quán của con mọi thứ anh đều lo hết. À vậy hả? Nhưng nếu tôi là người phụ nữ mà chồng tôi làm tháng 5 tỷ mà đưa tôi có 50 triệu tôi không đồng ý. Ông anh 5 tỷ này á thì nó còn nằm ở trong công ty anh đang xây dựng, mình phải mở rộng thêm mà. Thì cũng phải thoải mái cho người phụ nữ, ví dụ như là đó là vợ chồng tiền bạc từ gia đình tới công ty phải là của chung. À, như thế thì người ta thoải mái. Thực ra người phụ nữ rất là nhạy cảm, đôi khi thấy người đàn ông rất là giàu, chồng mình giàu, chồng mình thấy công ty làm tiền tỷ, bây giờ thật ra nãy anh nói như thế Linh cứ nghĩ anh là một cái người rất là nhiều, thậm chí là 5-7 ngàn mét vuông nhiều. Linh có 200-300 mét Linh thấy còn thấy đã rồi, đừng nói chi 5-7 ngàn. Vậy thì á, người phụ nữ đôi khi thấy chồng mình giàu quá mà chồng mình không cho mình, không có thoải mái gì chứ á, chồng mỗi tháng chỉ có đưa nhiêu đó thôi, mình thấy khó chịu. Đôi khi cái tâm lý người phụ nữ vậy anh Phước, là giống như cái câu chuyện à, vậy không, nè xin lỗi không ừ. Không phải là em quy định là mỗi phải 50 triệu cho một tháng ừ. À, nhưng mà cô ấy không bao giờ xài tiền nhiều. Ở đây thẻ thì em có thẻ riêng hoặc là muốn có xét riêng được quyền ký xét. Nhưng mà theo anh thì lý do tại sao cô ấy ra đi? Đúng, đang tính hỏi luôn anh đã nhìn ra được là cái điểm mấu chốt đúng nó rồi. Ở đâu để chúng ta rút cái kinh nghiệm. Thế tôi là tôi có chồng thì tôi ở luôn á, mất không. Với một phần là như thế này thì đi đâu á thì em cũng cho cô ấy đi cùng, nhưng mà cô ấy là có cái hay say xe say tàu, những cái đam mê của em thì cô ấy say phải là không thích, không đi được. Có say xe xe tàu vậy không? À, xe thì không có say. Xe tàu không? Tàu thì tùy bữa. Tùy bữa rồi ổn định rồi sao nữa? Sau đó thì em với cô ấy là cũng hai người ngồi lại nói chuyện với nhau, vấn đề là đi tiếp để cái quãng đời còn lại rất dài, nhưng mà có những cái điểm là mình không hợp. Không lẽ xe không tàu lẽ được không? Xe tàu với tay à, cô liên ấy quan là tới... ví dụ không đi được nhưng mà cô ấy giám sát rất là chặt chẽ. Ghen đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói thẳng ra hay quay là kiểm tra những cái cái riêng tư, chẳng hạn như là máy móc điện thoại thì những có những điểm đó thì em không thích. Rồi người phụ nữ là tìm ra mấu chốt, tức là cô ấy quá ghen rồi anh kiểm soát anh quá, anh khó chịu. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là bây giờ anh muốn tìm một người vợ sắp tới thì sẽ như thế nào nè để phù hợp với anh nè. Đúng rồi, chắc chắn là không có ghen rồi đó. Mình không cần tìm cái người phụ nữ là phải có tiêu chuẩn như thế nào, biết chăm sóc cho gia đình và thông cảm và hiểu với nhau. Không ghen cũng như được. Vấn đề thì mới nói ghen thì phụ nữ nào cũng ghen, nhưng mà không kiểm phải soát có quá. Lý do hoặc là phải có cái bằng chứng, cái cụ thể, cái chứng minh để mình ghen. Rồi. Chứ kiểu như ghen bóng ghen gió mà nói khơi khơi thì mình không thích. Tại vì một người kinh doanh như mình đó thì cần có cái bộ mặt ở xã hội. Ví dụ như có phát hiện như em có vấn đề gì thì cứ kêu vào trong nhà đóng phòng lại, vào đó xây dựng với nhau, đưa ra những cái lý do hoặc chứng cứ rõ ràng. Lúc nào có mặt cũng vào đóng nhìn tiếp khách khó chịu rồi, đúng không? Một hai tết cũng vào giờ không được đúng không? Rồi hỏi bên nhà gái coi nãy giờ không chỉ cái tính tay vậy rồi. Thật ra không phải với một điều cô ấy, mấy cô ấy thì còn rất trẻ tuổi, rất nhỏ mình tới một con giáp này. Thành ra giáp đúng không? Vậy giờ muốn kiếm cái tuổi cỡ cỡ đúng không? Không có nhỏ quá. Thật ra đó trên là tuổi tác, nó cũng trên là thế hệ đó, nó cũng khó. Thôi bây giờ mình hỏi nhà gái có những cái chi tiết này anh cần hay không? Nãy hỏi rồi, không có xe cái tàu gì hết. Cái chuyện xe cái tàu nó còn biết đâu. Bà mối. Không, cái cô kia xe tàu không có đi theo được. Không đi theo được thì ở nhà. Mà đi theo còn mệt thêm nữa đó. Rồi ở nhà thì xin đi. Đó, tại vì anh đã đi hoài. Đi theo còn đi hơn nữa. Bây giờ hỏi cô kia bây giờ coi những cái ý anh vậy có chịu được hay không? Em thấy thì do cái tính chất công việc thì anh phải đi nhiều thì là cũng bình thường thôi. Đúng là kinh doanh thì cũng phải tiếp xúc nhiều, chưa kể nữa là để tiếp khách nữa. Tiếp khách rồi là vì bộ mặt thì cũng phải tuyển mấy cô thư ký trẻ trẻ đẹp đẹp nữa chứ không. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là thực ra thì ghen thì chắc chắn phụ nữ ai cũng ghen, nhưng mà em thì phải có bằng chứng, mà em thì ghen nhanh lắm. Bằng có bằng chứng cái thôi chúng ta cắt luôn đi, chứ còn không cần phải rùm beng lên gì hết, cho nên khỏi đánh ghen đến cái gì luôn. Chứ bên còn đây em có gia đình rồi đó, con gái rồi đó,
Rồi bên em tình hình đường duyên nó có sao không em? À, dạ em thì độc thân từ trước đến giờ, nói chung em bé bền vững. Không phải ấy đâu mà là đang tìm người tử tế để dạ, yêu. Đúng rồi chị, nhưng mà cái điều á, tại vì khi mình nói vậy xong người ta cứ nói thôi nói thẳng ế bền vững chứ. À, bên đây đầy đủ điều kiện, chỉ thiếu người vợ đỡ kiểm soát, đỡ ghen thôi, hiểu nhau thôi. Bên đó thấy được không? Dạ được anh. Được ha. Tôi thấy bây giờ mình đã đi đến tận cùng mổ xẻ của chuyện gọi là sâu xa gia đình của anh rồi. Thì đó quý vị, ông Mai bà mối hay bị mang tiếng là bị duyên á, nó bị nhiều chuyện chuyện của ta, nhưng mà thiệt ra là phải hỏi phải đấy. Phải làm đó là công việc của chúng tôi. Thì tôi là mối là mai tôi có trách nhiệm. Đúng rồi. Nhiều khi á anh cũng không cảm hơn sơ phải sạch sẽ mối gì ra cùng lưng ra nhưng mà không phải cho bên kia hiểu luôn đó, mình nói cho bên kia hiểu chứ không phải mình nói mình hiểu đi được gì đâu. Thành ra anh Phước thông cảm nha. Rồi, coi như là nãy giờ nói qua nói lại hai bên cũng hiểu nhau hết rồi ha. Mình hỏi ý kiến người thân coi người ta có hiểu không? Mình đi với ai vậy? À, dạ, hôm nay em đi với hai người bạn. Dạ, em là Tuyền, là bạn của bạn Bình. Thì hôm nay là rất là căng thẳng hồi hộp và cũng đã chờ đợi để được ghi hình cùng bạn từ sáng sớm tới giờ. Thì em có một số ý kiến như sau, đó là về bạn Bình á. Thì thật sự luôn là bạn rất là chăm chỉ, rất là cầu toàn, và tất cả những cái việc công việc, về công việc hay là về gia đình là bạn rất là tốt. Tuy nhiên là có thể đó cũng là một cái điểm để cho bạn là khó tìm được cái người để tìm hiểu, là tại vì mình cầu toàn quá, mình sẽ rất là khó để hòa hợp. Tuy nhiên á là bây giờ thì mình cũng đã trưởng thành rồi, thì bạn rất là mong muốn tìm được một cái đối tượng phù hợp để nghiêm túc hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thì qua những cái trò chuyện cùng với anh Phước thì em thấy là anh Phước cũng có rất là nhiều điều kiện mà những người phụ nữ cũng sẽ rất là ao ước và thích. Tuy nhiên á, thì em nghĩ rằng là anh thiếu một cái sự quan tâm và chia sẻ thời gian nhiều với người phụ nữ, với gia đình của mình. Nên là em nghĩ á, nếu hai anh chị là cũng khá là phù hợp với nhau, cũng mong là hai anh chị cho nhau cơ hội để mình được làm quen và tiến tới. Dạ, rồi. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn của bạn nãy ạ. Rồi, bây giờ tôi hỏi nhà gái chút xíu. Nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì cũng chỉ mong là cái bạn trai của em là một người trung thủy, có công việc ổn định để cùng em chăm lo gia đình thôi. Vì em cũng là người tự lập về tài chính, từ lúc ra trường đến giờ, nên em cũng không cần thiết là bạn trai phải giàu có gì. Nhưng em mong thì đó là một người biết chia sẻ, quan tâm cho gia đình. Không những là cho gia đình nhỏ mà cho cả gia đình lớn của hai bên nữa. Còn em thì em không thích cái người đó, bạn trai gia trưởng, vì tính em là người nóng và em cũng có những cái sự quyết đoán. Rồi, yeah. Bạn trai có gia trưởng không? À, riêng về mọi người nhận xét thì mình rất là thoải mái và rất là dễ tính. Nhưng mà tính của mình thì rất rất là kỹ tính. Người khác nhận xét về mình nó khác nha, còn mình tự nhận xét về mình nó lại khác đó. Giống như bây giờ là mỗi người ra ngoài đời rất thoải mái. Đúng rồi. Buổi sao vậy? Sống gần cơm cứ ăn thiếu này kia, hay là buổi sao cái này cho nó sạch gì, buổi sao cái nhà này nó phải lo, buổi sao cứ đóng tiền điện nước, buổi sao đưa con đi này kia, vân vân. Cứ những cái kỹ tính đó cũng làm khó điều cho đối phương. Em không chỉ tính như này, chỉ tính là kỹ tính thí, thí dụ đi, giờ nói luôn cho nhà gái. Chẳng hạn như là em là một người rất rất chi là sạch sẽ, ở nhà cũng vậy, không có một đôi dép nào hết, toàn bộ em chỉ đi mang giày, tại vì em sợ mang đôi dép á thì người khác sọc chân vào, nếu mà dép của em mang á thì người khác sọc chân vào thì em sẽ bỏ đôi dép, thành ra chưa bao giờ có một đôi dép. Chỉ có một con nọ có đi lên công tác đó là đi, thì có một người bạn nói là có đồ thái mua, có đó thì mua, thấy có một đôi dép đẹp lắm mà mua lại bỏ cái gì đó, tại
tại vì không mang dép nữa. Người dép vừa lùng nha. Người Linh Linh lúc ở chung được phải tôi mang dép không? Đó, chỉ tính sạch sẽ, tôi dép của mình mang người khác mang là bỏ luôn. Nói như vậy để tất cả mọi người hiểu được cái tính cách của nhau nha. Rồi bây giờ Phước đi với ai vậy? À mình đến đây một mình. Một mình đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ mở rào thôi. Đúng rồi. Hai người nãy giờ cũng đã hiểu về tính cách của nhau nhiều rồi. Mở rào để trò chuyện, để hiểu nhau nhiều hơn và đưa ra quyết định cho nó chính xác. Mở rào. Bây giờ thì Phước và bạn gái có thể trò chuyện thoải mái nha. Rồi để mình tìm với nhau, bắt đầu. Anh chào em. Em chào anh. Những dịp hôm nay anh đến đây thì sẵn dịp đây thì anh có một bó hoa để tặng cho em. Dạ em cảm ơn nha. Và sau đó thì anh xin gửi Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn bó anh hoa. À, cảm chúc ơn. Ngọc Lan cũng mau có gia đình mới nhé. Dạ. Chúc cái đó Ngọc Lan phải lắm á. Cảm ơn anh rất nhiều, một sự rất là tinh tế của người đàn ông nè. Em cũng có một món quà để gửi đến anh. Món quà này thì nó cũng chỉ hơi có một cái chút tâm tư nho nhỏ của em, là em mong là anh có thể đặt nó ở trên bàn và khi nhìn nó thì có thể nhớ tới anh đã từng gặp một cô gái. Ok, anh rất cảm ơn em. Món quà rất có ý nghĩa và rất đẹp. Rồi hai người cứ ngồi trò chuyện với nhau đi. Em có điều gì muốn hỏi anh hoặc khai thác anh thì em cứ tự nhiên. Dạ, anh cho em hỏi một chút xíu. Vì lúc nãy thì ở cái phần anh có nói anh kỹ tính á, dép anh không có muốn mà mang cùng với người khác. Thì ngoài cái kỹ tính mà không muốn mang dép đó thì những cái thứ khác trong nhà thì anh cũng không muốn dùng chung với người khác hay như thế nào à? Nói chung là đúng vậy. Hầu như là anh đi ra ngoài, ăn uống ngoài cũng vậy, anh đều mang nước cá nhân của anh theo. Anh sẽ không dùng ly bất cứ của ai. Ví dụ như tiệc tùng cũng vậy, nếu mà ai mời anh uống cùng một ly tuyệt đối là anh không uống, người đó giận anh chịu. Dạ. Anh em hỏi cái, bây giờ dép anh không mang chung thì mền anh có đắp chung được không? À không, cái đó là bình thường. Đã nằm trên giường cùng nhau thì không còn ngại gì vấn đề gì là riêng tư. Ok, hết hồn luôn á. Anh cũng nói là công việc của anh là khá là bận. Thì anh có nghĩ là trong những cái thời công việc bận rộn như vậy thì anh có thể sắp xếp được thời gian để cho gia đình hay không? Đặc biệt ở anh thì cái tiêu chí của anh á, quen tìm hiểu một người phụ nữ á, anh sẽ không bao giờ để mất thời gian cho hai phía. Ví dụ chẳng hạn như trong 3 tháng đến 6 tháng, nếu mà mình cảm thấy không hợp thì mình sẽ dừng lại, đỡ mất thời gian cho hai bên. Trong cái khoảng thời gian anh bận việc thì anh có thể sắp xếp đưa giao cho nhân viên làm việc những việc đó, trừ khi những việc nào nhân viên không giải quyết được thì mới đích thân anh giải quyết. Anh là người tự do, thành ra bất cứ lúc nào và ở đâu anh cũng có thể giải quyết và đến đó được, nếu mà có việc cần ở đó. Lúc nãy anh cũng nói là anh cũng đã có một bé rồi. Nhưng mà em không biết là nếu như mà lập gia đình mới thì anh có muốn có thêm bé nữa hay không, hay như thế nào ạ? Đặc biệt là vấn đề này thì anh không thích là có thêm bé nữa. Tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn, là anh cũng chuẩn bị qua tuổi tới tuổi nghỉ ngơi. Nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé Bi nữa thì anh sẽ mất thêm mười mấy năm nữa là không có cái sự được nghỉ ngơi, và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở. Nếu mà có em Bi thì nó sẽ ảnh hưởng tới nữa. Thì anh muốn tìm một người phụ nữ, anh không cần người đó là phải là công việc ổn định gì hết. Nếu mà có lĩnh vực về bên chuyên ngành của bên anh, chẳng hạn như uy tín văn phòng đồ cũng được, thì để mà gánh vác phụ với anh những cái công việc nào liên quan tới cái kỹ năng, cái bản năng của cái kỹ năng của cái người phụ nữ đó. Chỉ vậy thôi. Chứ còn nếu mà trong lúc này mà có một bé Bi nữa, hiện nay Tết tới thì anh đã là 50. Nếu mà có thêm bé Bi nữa thì anh sẽ mất thêm 15 đến 18 năm nữa. Thì anh đến tuổi 68 thì lúc đó anh không còn hưởng thụ cuộc sống. Tại vì anh đã mất thời gian quá nhiều để lo kiếm tiền. Thì dự tính của anh là anh sẽ chuẩn bị hưu trong vài năm tới. Rất là may mắn khi mà bạn nữ hỏi cái câu này, bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thật ra anh, cái quan điểm của anh đó là không có sai. Đúng là khi mà chúng ta sanh một đứa trẻ ra, chúng ta phải có trách nhiệm với nó ít nhất là tới 18 tuổi. Thì tới lúc đó là anh 60 tuổi rồi. 68 à? 68 đó.
thì cho nên là cái quan điểm của anh nó rất là đúng, nhưng mà nó sẽ có phù hợp với lại cái người nữ hay không thì đó lại là cái vấn đề khác. Không biết là về cái vấn đề này thì bạn có cùng quan điểm với anh không? Lan nghĩ là chắc thực ra thì em vẫn muốn có ít nhất một bé. Đúng rồi, chính xác. Mặc dù vì em cũng biết là ví dụ như tuổi của em thì có một bé thì nó cũng đã là rất là khó khăn, rất là khó rồi, vì cũng đã 40, nếu mà nuôi mà để cho bé trưởng thành đi nữa thì nó cũng đã 60 rồi. Nó rất là mệt mỏi, nhưng mà em nghĩ là có một đứa con thì nó sẽ là một chất xúc tác rất tốt. Đúng. Cho giữa hai vợ chồng. Vì cho dù vợ chồng cãi nhau như thế nào đi nữa thì khi mình nhìn đến đứa con thì mình vẫn có thể hòa giải được, có thể kìm. Chứ nếu như mà không có thì thực ra chỉ có hai vợ chồng không thì em nghĩ là nó sẽ rất là khó lâu dài. Anh cũng có một bé rồi, nhưng mà thực sự như em nghe nãy giờ thì anh với vợ anh sẽ chia tay trong hòa bình. Anh luôn là bé đó sẽ sống nhiều với mẹ, nên thực sự nếu một cuộc sống của hai vợ chồng mà chỉ có hai người thôi thì em thấy nó rất là khó và rất là buồn. Thật ra nãy chia sẻ anh cũng hiểu anh muốn như vậy, nhưng mà theo lên thế này nè, nếu như hai người có cùng duyên nào với nhau đó thì thật ra thêm đứa con nó không sao cả, vì anh đủ điều kiện để có thể chăm sóc đứa bé và cái người bên cạnh anh đủ sức để chăm sóc đứa bé. Đỡ buồn, đừng có quan điểm nó cứng nhắc quá hả? Cứng nhắc quá, bi quan quá. Cuộc sống mà không lẽ mình hưởng thụ giờ quá trời của cải rồi, 7-8 ngàn mét vuông đất rồi, tàu bè rồi tùm lum hết trơn, chuẩn bị có tàu chiến rồi tàu tùm lum hết nữa. Đó là cần gì phải đủ rồi dư nữa thì cho đứa con, biết đâu để đứa con trai nó nói giỏi trong đường á, nó giữ của cho anh, hiểu không? Con gái giữ của thì con gái thì thêm đứa nó chia làm đôi, một mình đứa con gái thì nó nhiều quá, bởi nãy nếu mà tôi nhiều nhau tôi chia đẻ 2-3 đứa luôn, đúng không? Nên mở ra chút xíu đi, theo Linh là như vậy. Mình cứ khăng khăng là mình phải hưởng thụ cái đã, mình không đẻ nữa rồi anh còn làm việc nữa, rồi mai mốt anh lớn tuổi đứa con gái nó lấy chồng ai chăm sóc anh, cũng phải đứa con trai nữa, hai vợ chồng già rồi con cái sao, đúng không? Mình phải suy nghĩ thêm chút xíu nữa, theo Linh là như vậy, chứ không phải Linh là dạy đời anh đâu, mà theo Linh là như vậy, không biết ý anh sao. Không, cái hồi nãy mình có nói đó là cái quan điểm và cái sở thích của mình. Còn lại á là cái người phụ nữ ở bên cạnh em á là có bản lĩnh hay không, nếu mà đủ bản lĩnh thì có thể là đôi ba đứa còn vẫn không sao. Câu này hay, câu này rất hay, tại vì thực sự ra bản lĩnh là sao, đủ đẻ được không? Không phải là đủ bản lĩnh, nhưng mà là có cái tình yêu của hai người dành cho nhau có đủ lớn để mà anh không còn quan tâm tới cái chuyện là anh phải hưởng thụ tuổi già nó sớm. Đủ bản lĩnh là sao? Không phải là bản lĩnh, ảnh dùng cái từ bản lĩnh là nó không, nó hơi trật ở cái chỗ này. Nghĩ gì về quan điểm của ảnh á thì Lan rất là tôn trọng, bởi vì Lan cũng rất là hiểu là mình lớn tuổi quá rồi, như Lan bây giờ Lan nghĩ tới chừng mười mấy năm nữa mình mới được ảnh thôi là mình cũng quải dữ lắm rồi đó. Tại vì một mình em thì không có nổi đây để nói anh nghe nữa. Xin lỗi. Không, ở đây để phân tích hết để cho mọi người gọi là cùng gọi là trao đổi tham khảo quá mà. Lan thì Lan không phản đối về cái quan điểm của anh, tại vì nói chung là lớn tuổi có con nhỏ quá thì nó cũng rất là khó, cha già con mọn. Ý nói tôi đúng không? Không, 13 tuổi bé lớn rồi còn á, nhưng mà có điều cái gì này, ý của anh nói là tình yêu của hai người á nó đủ lớn, và đây là cái người phụ nữ mà anh cảm thấy là ồ, mình tìm đúng người rồi, vợ mình muốn cái gì mình cũng ok, mình cũng đồng ý và rất là vui vẻ hạnh phúc. Tức là bây giờ có thể là anh chưa có đủ cái niềm tin để mà anh có thể vẽ ra một cái câu chuyện là anh vẫn có thể sanh được cho em thêm một vài đứa con nữa, ok. Anh rất là thẳng thắn trong chuyện đó, chứ em thấy anh rất là thẳng thắn trong chuyện đó. Nói dài dòng quá, giờ tóm lại là sao? Ủa, chưa hiểu luôn. Ủa, không hiểu hả mọi người? Chưa. Ủa? Hiểu. Không hiểu. Bây giờ tóm lại này nè. Thôi vậy bỏ qua chỗ này. Bây giờ quan trọng là cô này có đồng ý quan điểm. Bây giờ ý ảnh á là nếu như tình yêu đủ lớn, đủ thăng hoa thì vợ anh muốn sao cũng được hết. Đó. Đơn giản là vậy hiểu thôi, đúng không? Vậy. Vậy đúng không? Vậy thôi đó. Dạ. Coi như mình yêu vợ, vợ muốn gì cũng được, còn nếu mà không yêu không được, tình yêu không đủ lớn thì thôi tôi vậy thôi, tôi không xin nữa. Ủa biên tập ơi, dạ, chắc dạ, phải không? Tôi nổi sao tôi nói nhiều lắm hả? Không có. Cái này khó hiểu lắm thật ra. Dạ thôi vậy chắc.
cho anh nói rõ luôn đi anh, tại vì nãy giờ nói thì em cũng nghe, nghe hai anh chị nói em thấy cũng có lý, nhưng mà không biết có phải ý của anh vậy đúng không rồi. Nữa đó. À, ở đây cái câu mình dùng cái từ bản lĩnh đó thì nó thay thế ví dụ như chẳng hạn anh đó thì rất là bận việc ở bên ngoài để lo kiếm tiền, lo tài chính, thì còn lại phần còn lại thì người phụ nữ bên cạnh anh sẽ lo vấn đề đó. Ở đây bản lĩnh ở đây á thì người phụ nữ đó làm sao để anh tin tưởng được cái an toàn việc ở trong nhà để mà sinh thêm con. Có gì đâu, thì anh cứ làm đó. Đủ tiền chứ, chứ không phải là mọi thứ là chồng ơi hoặc là anh ơi cái đó là như thế nào thì như vậy thì em không có cái không có khe hết được, đúng rồi. Cứ mỗi tháng em không có khe hết được cũng được nữa, cũng đủ lo cho con nữa, cứ đều vậy đi, cứ được cứ tháng cứ năm chục thì tôi đẻ hoài luôn cũng được nữa. Cái quan điểm của anh thì nãy giờ Lan giải thích cho anh Quyền Linh biết thôi, nhưng mà có một cái điểm ở anh mà em nghĩ là em cần nói rõ nè. Hôm nay anh nói là vì cái lý do ngày xưa anh chia tay là do anh không có nhiều cái thời gian cho vợ anh, mà bởi vì vợ anh say xe quá không đi theo anh được, thì cho nên là ở nhà cô có nhiều cái cổ lo lắng rồi đâm ra cổ ghen. Thì bây giờ anh có nói là anh rất là nhanh gọn lẹ, anh sẽ dành ra 3 đến 6 tháng để anh quan tâm, anh tìm hiểu đó. Nhưng sau cái khoảng thời gian đó mà hai người đã chốt với nhau là hai đứa bây giờ quyết định đi đến hôn nhân bởi vì hợp nhau quá, thì sau cái hôn nhân đó anh có còn dành thời gian nữa hay không, hay anh trở lại với cái guồng công việc ban đầu và đây lại là tiếp nối một cái người vợ nữa lầm lũi ở nhà? Cái guồng công việc của anh thì bây giờ nó đã rất là ổn, anh không cần phải quan tâm tới nhiều. Dạ. Còn hồi trước đây á, thì nó đang trong cái quá trình mà anh đang xây dựng mở rộng. Dạ. Thì đó, anh phải đầu tư cả cái thời gian vào trong đó, không có cần phải đi làm nữa. À. Rồi ok, mình đã phân tích tận cùng của câu chuyện này, cái quyền quyết định của hai người thôi. Rồi anh chị đủ lớn để chúng ta đưa ra quyết định này. Chị còn muốn hỏi đúng gì rồi anh nữa hay không? Thôi bây giờ Linh nghĩ đủ rồi đó. Linh nghĩ đủ rồi đó. Bây giờ thế này nè, trước khi đến quyết định á, thì em gái có muốn nói điều gì hay đưa ra một tiêu chí gì với nhà trai hay không? Là cái sự quan tâm và chia sẻ. Em cũng hiểu là nếu như công việc của anh nó quá bận thì cái sự quan tâm chia sẻ đó nó sẽ không nhiều như những người khác, nhưng thực sự luôn thì anh bất cứ một người phụ nữ nào cũng vậy, cho dù lấy chồng giàu hay chồng nghèo thì cái điều mà người ta quan trọng nhất là chồng phải biết quan tâm và chia sẻ. Có thể nhiều khi cái chia sẻ đó nó không phải là gì nhiều cả, vợ chỉ gọi điện cằn nhằn thôi, nhưng mà có được cái sự chia sẻ chồng nghe thì người ta cũng mát lòng mát dạ. Cho nên là em thì em vẫn đang muốn biết là anh sẽ có cái sự chia sẻ đó hay không, hay là giống như anh nói ở kia là anh làm rồi thì mong vợ cán đáng hết việc nhà chu toàn, có nghĩa là không có cần gì phải gọi đến chồng hết, cứ những cái việc mà chồng mặc định đó là việc của vợ và vợ phải lo cho gia đình thì vợ cứ phải tự lo, thì cái đó là cái điều mà em băn khoăn nhất. Thì đến đây thì anh cũng đã nói trước những cái vấn đề để sau này tránh cái tình trạng hiểu lầm sau anh không nói trước vấn đề đó, đến bây giờ anh nói để chẳng mất gian mất cái thời gian hai tiếng. Nhưng mà cái vấn đề chia sẻ thì anh luôn luôn muốn chia sẻ, mình sẽ chia sẻ, ví dụ chẳng hạn như không có em thì anh cũng phải chia sẻ với người khác, chẳng hạn như là bạn bè hay là anh chị em, để chia sẻ là cái chút đi những cái gánh nặng, những cái phiền hà đang ôm phải trong tâm trí của mình. Thật ra anh luôn luôn muốn chia sẻ, nhưng mà quan trọng đó là cái người nhận chia sẻ đó có hiểu được hay không, có thông cảm được hay không, có nằm ở trong cái lĩnh vực đó hay không, quan trọng là phải không. Tôi thấy hai tập này không có không hợp nhau. Có thể là như thế. Thành ra nãy giờ đúng ra mình ráng để kết nối nhiều hơn nữa, để mở ra trong hai bên hiểu nhau hơn nữa đó. Một bên đó thì người ta cũng đầy đủ điều kiện hết rồi, người ta cũng có con rồi, có mình hết rồi. Một bên thì thực ra là chưa có con,
Mà bây giờ nếu tình trạng này một bên đó nha, bên đây á, thì hợp với một cái người mà có kinh nghiệm trong cái vấn đề vợ chồng, đúng, kinh nghiệm làm vợ á, tức là đã có kinh nghiệm làm vợ để không phải bên này mất quá nhiều thời gian đó, đây cái này là em hiểu nè. Còn bên đây thì lại là cần một cái người mà chia sẻ nhiều hơn, tại vì người ta chưa có, cũng chưa có, chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề, không phải là không có kinh nghiệm trong yêu đương, mà đây là một người rất là trong trong trắng, cho nên là thích muốn cái sự quan, người ta không quan tâm tới tiền đâu, người ta chỉ quan tâm tới cái người đó họ có đủ chia sẻ và ở đồng hành cùng với nhau. Cái đồng hành là cái rất là quan trọng của người phụ nữ. Thật ra cái này là anh Phước Linh cũng rất quý anh, cũng thấy anh là một người anh rất là nhiều điều kiện luôn, đúng không? Anh có một người anh một những cái tinh tế, tôi tặng hoa cho người phụ nữ, tặng hoa cho Ngọc Lan nữa đó, sự rất là tinh tế, và cũng có những cái quyết định trong cuộc sống. Nhưng mà nếu như anh đến với người phụ nữ này với những tâm thế như thế đó thì tội cho cô gái này. Đúng rồi. Cô ấy đang cần một người chồng thương yêu, chăm sóc lúc nào cũng bên cạnh. Cô ấy cần một đứa con. Cô ấy cần sự chia sẻ nhiều hơn. Nhưng với cái tiêu chí của anh đó là còn phải đi kiếm tiền, phải lo nhiều việc nữa, cũng không muốn sinh con nữa. Với Linh đó thì hai quan điểm này nó chưa gặp nhau. Đúng rồi. Nó chưa gặp nhau. Đây là cái người sẽ rất dễ thông cảm, bảo đảm luôn. Đây sẽ là người thông cảm và hỗ trợ cho công việc của chồng. Rồi tiếp tục một cái gọi là bước đi giống như cái người ở trước nữa. Lại tiếp tục ở nhà một mình. Đây là hình bóng của cái người phụ nữ trước. Mà có chuyện gì gọi là cũng một mình ấy, giống như người phụ nữ ở nhà là để chồng đi làm mà đem tiền về, chồng chỉ biết đem tiền về xong rồi lại đi tiếp tục công việc nữa, thì cũng tội cho người phụ nữ này. Đó là những phân tích của Quỳnh Linh hiểu về hai người thôi. Thật ra ai cũng đúng cả, không ở đây mình không có nói quan, là ai về sai quan đó. Điểm thì không ai sai đúng cả rồi. Cho nên là anh nếu mà anh có thể thay đổi được cái quan điểm và cái mong muốn của mình thì nó sẽ dễ hơn. Đúng rồi. Tại vì anh nên nhớ là một cái người phụ nữ họ đã chấp nhận, họ sanh cho anh một đứa con, họ lui về, họ từ bỏ cái công việc của họ, họ lui về để chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho con cái, để chồng an tâm đi kiếm tiền, thì đó là một cái sự hy sinh của người phụ nữ, và mình trân trọng cái điều đó và mình đồng hành với họ trong cái công việc nuôi con, thì nó sẽ tốt hơn là cái việc là anh dĩ nhiên đi làm kiếm tiền đó là một cái điều tốt, nhưng em nghĩ là mình đã vấp phải một cái bước ngoặt đó rồi, mình đã vì cái việc là mình lao động mình kiếm tiền nhiều quá mà mình đã đánh mất cái gia đình của mình rồi, thì cho nên là bây giờ phải là cái lúc giống như ban đầu anh có mong muốn là đến đây để có tìm một người đồng hành với anh á, thì anh cũng nên đồng hành với họ. Thì em thấy là thật sự với người phụ nữ này em thấy là không có hợp. Dạ. Nói chung là riêng nói với bản thân mình á, mình kiếm tiền nó là nó cũng là một cái điểm chính, nó cũng là một cái điểm chính, nhưng mà điều đặc biệt ở đây á, đối với mình coi tất cả những người nghèo là tài sản lớn nhất của mình. Thành ra mình luôn luôn không thể nào mình dừng lại, mặc dù là mình có tiền, mình có khả năng, mình lo được cho rất là nhiều việc làm để đáp ứng lại những cái người mà đang không có việc làm, họ đang nghèo khổ. Thực ra thì người kinh doanh nào họ cũng có cái suy nghĩ như vậy hết. Đúng rồi, thành ra thì anh sẽ không có cái tính là nó là ăn hận được. Sợ nhất là gặp những người phụ nữ mà ăn hận. Cũng không phải có người phụ nữ cần phải ở hậu phương vững chắc, người ta ăn hận gia đình. Tức là anh ăn hận ở đây là không ăn hận cho cả hai, không muốn em chồng đi làm đấy, đúng không? Đúng rồi, không phải là tìm kiếm thêm tiền nữa. Ở đây không phải là tìm kiếm tiền mà anh bỏ túi cá nhân một mình ăn. Em hiểu, tại vì với những cái một cái người mà giữ quá nhiều cái tài sản cũng như là quá nhiều cái công ty như anh đó, thì không phải là lo cho bản thân anh mà anh lo cho nhân viên của mình, lo cho gia đình của nhân viên của mình nữa. Thật ra thế này là bà mối, nãy giờ mình rất quý cặp đôi này. Đúng rồi, rất là quý luôn. Cùng nhau để phóng nút thôi. Còn bây giờ thì thời gian cũng không còn nữa. Mình đã đi gấp đôi các chương trình khác luôn rồi. Bây giờ tự họ cảm nhận thôi. Nhà trai như thế đó, nhà gái như thế, tất cả mọi người đang thấy hết rồi. Thôi bây giờ mình sẽ quyết định bằng trái tim của mình thôi. Nha. Hai bạn muốn đến nhau, hai bạn mỗi người phải lùi lại một bước. Bây giờ nếu mình cảm giác đây là một người có thể chia sẻ với mình, có thể cùng mình đi tiếp quãng đường còn lại. Nếu như nhà gái thấy rằng, ô, mình chịu đựng được những điều đó, mình có thể chia sẻ với người đàn ông, mình có thể chấp nhận những điều đó, hy sinh những điều đó, hy sinh cá nhân của mình, thì chúng ta bấm nút. Nào, để tao nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bằng chính con tim của mình nha. Thấy được thì bấm, không được, không cần bấm. 1
2 3 Hết thời gian. Nếu như mỗi người chịu hy sinh cái cá tính mình một chút thì câu chuyện nó cũng sẽ đẹp. À, ở đây thì tôi thấy rằng hai anh chị mỗi người có một cái ưu điểm và mỗi người cũng có một cái khuyết điểm riêng của mình. Chúng ta cố gắng hoàn thiện và phát triển những cái ưu điểm đi ha. Cứ tiếp tục kinh doanh, tiếp tục làm giàu, tiếp tục kiếm những tạo công ăn việc làm cho nhiều người nữa. Điều đó cũng là tiêu chí của mình. Trên con đường đi tìm hạnh phúc thì Linh nghĩ rằng chắc chắn bạn sẽ gặp một người cùng đồng hành với mình. Bởi trên sóng truyền hình hiện nay có hàng triệu người đang theo dõi, ở trong đó có hàng ngàn chàng trai cũng có thể hợp với tính bạn gái, và cũng có hàng ngàn cô gái hợp với tính của anh Phước. Bình Phước xa quá, về lại Sài Gòn đi ha. Quý vị biết không, đây là hai cái người mà đối với Ngọc Lan và Quyền Linh là hai người có đầy đủ cái điều kiện, đầy đủ những cái yếu tố, nhưng mà hai người này là chưa có duyên với nhau và chưa có chưa hợp với nhau, chưa hợp với nhau ở một cái điểm nào đó. Thì các bạn nào có cái tính cách và có cái sự mong muốn hợp với cô gái này thì liên hệ với chúng tôi, còn các bạn nào có tính cách có thể anh hợp Phước. Được với anh Phước thì liên hệ với tôi. Mỗi người chúng ta tìm cho mình một nửa mảnh ghép, phải thật hợp quý vị nhá. Phải hợp mới ăn đời ở kiếp với nhau được, phải có duyên có phận với nhau thì mới cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Chúc cho anh chị sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc chúng ta sẽ thành công, bình an và thật nhiều may mắn trong. Chưa giờ có dắt bạn trai nào về giới thiệu với cô chưa? Bạn trai của nó hả? Là cho cô quyết định. Tại vì tương lai của con cô thì cả một đời. Nó yêu thì nó yêu, nhưng mà chọn được hay không là do cô chọn. Dạ. Thì cô thấy chú rể này á, chắc cũng ăn nhậu dữ lắm. Dạ không cô, con không có nhậu cô. Sao con chọn dữ? Tự nhiên. Con mặt tự nhiên á. Con đúng rồi. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, em chào Nguyễn Đình Linh và em chào quý khán giả. Em tên là Trần Khánh Dung, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm chuyên viên về mua hàng của công ty cổ phần sợi Đông Quang. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở đây. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Trương Chí Long, nay 27 tuổi. Đang làm nhân viên văn phòng của công ty An Gia. Công ty em cung cấp về dịch vụ chữ ký số. Chữ ký số là thuế đó hả? Dạ đúng rồi. Thì em gọi hỗ trợ khách hàng rồi sale với họ. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ, em ở thành phố luôn chị ơi. Hai người thành phố là gần nhau rồi. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một người vui vẻ, hòa đồng, nhưng mà cũng chín chắn, giống như anh Trấn Thành đó chị. Em thích bạn nào tròn tròn á anh ơi. Rồi, ngon. Lo dễ sợ luôn. Nghe nói tôi mừng rồi. Gì vậy? Bộ thùng phi hay sao vậy? Ba mũm miệng chút xíu thôi. Mình có những sở thích gì? Em thích xem phim, em thích nghe nhạc, hơi chút xíu là thích ngủ. Thích ngủ ha. Hiểu. Có thích ăn không? Cũng chút chút chị. Vậy chắc thì cũng hiểu người bên đó thế nào rồi đó. Cùng hiểu em nha. Rồi, như đó là sở thích bên đó. Bạn Nam sao? Em thì thích ca hát, thích đi phượt, làm thích du lịch. Lo làm thử khúc đi. Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em. Và thấy em chịu nhiều đắng cay. Mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá rời. Rất là đặc biệt. Một giọng hát rất là có cá tính, giọng nam cao, hát thì không có mở miệng. Tại rung quá chị Cát Tường ơi. Nhưng mà em vẫn lên cao. Có hé hé chị. Đương nhiên phải hé hé rồi. Mà. Bạn muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em không quan trọng ngoại hình, cô ấy thế nào cũng được. Cái quan trọng là cái tính cách và phẩm hạnh của cô ấy. Biết cầu tiến, biết cách tiêu tiền. Ví dụ như bây giờ em nói đơn giản, khi mà mình đi làm hay là mình ở nhà, em sẵn sàng nuôi bình thường. Nhưng mà phải biết cách tiết kiệm, biết cách quản lý số tiền đấy. Cái gì đáng mua thì mua, đúng rồi. Đáng mua thì đừng có mua. Dạ đúng rồi. Nhưng giờ bạn muốn tiến, bạn muốn hôn nhân chưa? Cho năm sau hoặc là năm tới. Mà mình đã chuẩn bị gì để cho đám cưới chưa? Dạ nhà cửa thì em có rồi hết rồi ạ. Nhà của em hay nhà của ba mẹ em? Dạ nhà của mẹ em ạ. Dạ mà ở chung với mẹ với ai nữa? Dạ chỉ ở chung với mẹ thôi ạ. À vậy cũng được. Vậy là làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi chị ơi. Em có chịu làm dâu không? Dạ làm dâu cũng được chị. Em biết nấu ăn gì không? Dạ biết. Thôi khỏi mình đi, khỏi ăn. Dạ em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em đó là ham học hỏi chị. Khuyết điểm của em đó là em hơi cứng đầu. Với lại em hay bị lơ đễnh đó chị. Đại người ở đây mà quan sát là nó đâu đâu á.
Với lại em hơi bị ham chơi xíu. Chơi gì? Có nhiều cái để chơi. Cụ thể những cái trò chơi em chơi là chơi gì? Em chơi làm mạnh gì. Mà chơi cái gì? Đi cà phê, đi ăn uống, đi nhậu nhẹt, hát karaoke hay là đi cái gì, hay đánh bài hay là... Dạ đánh bài không có. Thì đó, chơi cái gì, em thích chơi cái gì? À, mọi thứ một chút đó chị. Thì mốt em rủ bạn trai em đi chơi chung luôn được không? Dạ được, nếu anh ấy rủ. Em ít khi nào em chủ động em mời lắm chị. Là ngày là em đưa cái đường link em đưa cho đó đẹp đó là biết, phải biết tự động đi mời em thôi. Bạn trai thấy làm sao cơ? Thì nói chung là thời gian đi làm cũng rảnh nhiều. Thì nếu bạn gái ok thì em cũng trả đi bình thường chị. Em có tật xấu gì không? Cuối tuần hay ngủ nướng. Hơi làm biếng. Mình trai hơi bị bộn xíu. Sao cái cặp này sao tôi cảm giác giống như là về rồi ăn với ngủ không vậy nè. Trời ơi, ăn với ngủ hoài vậy. Muốn lăn hả? Không muốn đi hả? Cũng ráng bò bò thôi chị. Thích lấy vợ ốm hay mập? Dạ thì em nói rồi, không quan trọng ngoại hình. Hai đứa mập thì về tập gym với nhau. Đi ngủ không là ai tập? Đó, nó tập gym biết còn có muối đó. Em không thích ở người phụ nữ điểm nào? Nói nhiều, tắc kè quá, em cũng sợ. Mặc đồ mà lè lẹt quá, nhìn chói, hại não lắm chị. Giống như người đối diện đó. Anh ơi, lỡ 077 nào mà 6 màu rưỡi được không anh? Tại vì nhìn nhiều khi ra đường kẹt xe em. Ta nhường đường cho mình. Trời lũ lụt kia, mình người ta vớt mình lên trước. Dạ. Rồi, hết được rồi. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ. Dạ chào cô ạ. Xưa giờ có dắt bạn trai nào về giới thiệu với cô chưa? Bạn trai của nó hả, là cho cô quyết định. Tại vì tương lai của con cô thì cả một đời. Nó yêu thì nó yêu, nhưng mà chọn được hay không là vô cô chọn. Dạ. Thì cô thấy chú rể này á, chắc cũng ăn nhậu dữ lắm. Dạ không cô, con không có nhậu cô. Sao con chọn dữ? Tự nhiên á. Con mập tự nhiên á. Dạ. Hả? Con đi uống đi nhậu bạn bè là toàn uống trà đá, con không uống nhậu. Thì cô cũng chưa rành gì con mấy. Dạ. Nếu thời gian một năm mà hai đứa thích hợp, mà gia đình cô thích hợp được á. Dạ. Thì cưới nhau. Nếu mà con lại may mắn lấy được con gái cô thì con hứa là con sẽ chung thủy. Vì đó là cái điều mà trong quan điểm sống của con luôn. Cô đã nói từ đầu là Dung nó không có thời gian. Có dạ. Nghĩa là công việc của nó rất là đầy. Thì con phải thông cảm cho nó. Dạ. Vấn đề cái thứ nhất là làm dâu. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái bổn phận làm vợ. Dạ. Ví dụ con phải thông cảm là giờ giấc đi làm của nó. Việc nhà đó theo cô nói thẳng là nấu ăn á cũng được vài món như bình thường ở nhà thôi. Dạ. Chứ nó không có biết là chế biến món ăn gì mà để cho gia đình gọi là hưởng thụ á. Dạ em nấu được cô. Cái đó là thời gian bận quá không sao, thì sắp xếp được để anh qua anh xem rồi. Dễ thương, em thích xem phim hả? Dạ, đặc biệt là phim kinh dị. Trời đất ơi, bạn Nam có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ với hai sếp của em. Cát Tường với Quyền Linh tại hơi rung. Chào chị, cô cũng thấy em cũng được. Em cũng tròn tròn, hai đứa là xứng đôi. Cô cần một người giàu, có hiếu với cha mẹ đôi bên. Cô mua nhà rồi, 2 tấn lần cân. Em nói thiệt, em cứ ở trên lầu, hai vợ chồng cứ thoải mái. Cô cũng muốn em model vậy đó. Cô lớn tuổi rồi, cô cũng model nè, thấy không? Ví dụ em đi đâu, em nói con đi tới 6 giờ con về. Mà nếu 6 rưỡi thì em phải kêu điện thoại em nói 1 tiếng để nhà cô khỏi lo nha. Còn đến vấn đề đám cưới rồi thì cô lo hết, yên tâm. Dạ, và những điều mà bác nói á, là con nghĩ là bác cứ yên tâm. Tại vì từ nhỏ con cũng đã được dạy như vậy rồi. Chữ hiếu là hàng đầu. Cái thứ hai nữa là đi thưa về trình lúc nào con cũng phải có. Dạ con. Dạ, cho gặp sếp luôn ạ. Trình Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Long ở công ty thì rất được nhiều người rất là yêu quý. Bởi vì là thứ nhất là vui tính, thứ hai là chơi với anh em rất là ok. Còn công việc thì là một nhân viên cũng rất lanh lợi và khách hàng thì có rất là nhiều. Chưa thấy cái điểm gì mà khuyết điểm, các khuyết điểm để ở nhà. Dạ. Như vậy tốt rồi, hai bạn sẽ gặp nhau nha. Kéo màn lên. Không, cặp này xứng đôi đấy. Có mẹ hai bên hỗ trợ là được rồi. Chào em. Dạ em chào anh. Em muốn có cái khuôn mặt nó dễ thương, giọng nói rất là ngọt. Anh rất đặt nhiều niềm tin ở cái chương trình này. Và hy vọng là em cũng sẽ cho anh và cho chính bản thân em một cơ hội để mà chúng ta đến được với nhau, tìm hiểu nhau. Đầu tiên thì lúc nãy giờ em tưởng anh hát lip sync không á, hay quá trời luôn. Em không biết là chút nào anh có bấm nút cho em hay không, nhưng mà sau này nếu như bên công ty em có hát karaoke em mời anh đi được không? Sẵn sàng nha. Muốn hát tặng em 2 câu hát được không? Dạ được ạ. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong từng ngày. Người đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta.
vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Nè, hết sức bình tĩnh, đừng để giọng hát ấy ru mình vào cõi mộng. Bây giờ về thực tế đi, hỏi rồi cưới nhau con cái em sao, có, tiền bạc sao. Em đâu có thù hán với chị đâu. Không cưng, chị đang chuẩn bị khen em. Mấy người có hai mấy lúm đồng tiền giống chị là cực kỳ tốt bụng và dễ thương à. Lúc nãy có một cái em chưa nói với anh. Cái vấn đề mà về chi tiêu á, thì có thể em sẽ hơi bị hạn chế thôi. Sau này nếu mà mình lấy nhau về á, em muốn một phần lương của em có thể nuôi gia đình. Anh rất là tôn trọng cái chủ hiếu. Nếu mà sau này anh may mắn lấy được em, chi tiêu gia đình của anh sẽ lo hết. Và anh cũng mong là em sẽ lấy tiền đấy lo cho mẹ, cho ba mẹ em. Nếu mà thiếu thì anh vẫn hỗ trợ như vậy. Mọi người làm chứng nha. Được không cô, được không? Chị Xui có đồng ý không? Hai chị Xui nói chuyện nha, chút xíu đi. Hai đứa con mình nó rất là xứng á, chị đồng ý không? Dạ, thì nó tròn tròn. Chị khéo nuôi mà tôi không khéo nuôi nữa đó. Bây giờ á là hai đứa con nói chuyện nhau vậy, chị có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Mẹ này chịu chơi lắm. Nhưng mà nó có hiếu với bên này thì em cũng phải có hiếu chứ. Đúng rồi. Má nhà con. Chứ không thì để má lúc đó mất khóc cho con. Bây giờ chúng ta nói một cái câu gì thật tình cảm đi các bạn. Có hai người mẹ ngồi dưới là yên tâm rồi ha. Em phải đợi của anh nha. Anh ơi, lỡ về sau này á, em nói sao anh có nghe vậy không? Tùy trường hợp em, đã là vợ chồng thì bất cứ chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau. Theo cô thì hai đứa chừng nào lấy nhau được? Thì năm nay nó 27 rồi, thôi để 28 đi. Rất là đẹp. Làm mấy mâm cô? Giờ chị Xui muốn mấy bàn thì mình chiêu. Mình chiêu. Bây giờ mấy bàn không có mơ, nhưng mà có một cái là hy vọng dâu, con gái mình về làm dâu. Dạ. Thoải mái xíu là được rồi. Dạ, thì mình cũng không có khó gì đâu. Hai bà Xui là số 1 luôn đó. Thôi được rồi, quan trọng là do hai bạn thôi. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Hai bạn này bạn nào cũng mập nhưng mà bạn nào mặc cũng rất là dễ thương. Đâu gọn chứ, đẹp dễ thương gái mà. Đẹp trai xứng đôi. Một, hai. Không có ai chê ai dư thịt hết, vi phạm luật rồi. Ba, hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Tất cả nắm tay em nha. Mẹ ngồi với em. Bác ơi cho con nắm tay bạn ấy nha bác. Không sao đâu, con sao. Con cứ nắm đi, thời gian tình hiểu sẽ nắm thôi. Đó, má cho phép rồi đó. Trời ơi. Bị đại sát trước, bởi đây dân thành phố hát nè. Không anh là cái giáo của em cũng bánh chè, nếu mà đi qua Long An hiểu rồi. Ồ, bánh chè. Rồi, bánh chè cũng biết hát kẻ lưu luôn, vô cầu dòng khổ nghe đó coi. Hàng giữa nước lung linh ru mình trong nắng mây. Anh yêu quê hương không bến không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em? Mất mát đau thương càng cao giọng hát, cay đắng nặng lòng càng thương ngát tình ba. Nam, nhưng mà hôm nay là đầu tiên tạo dài màu trắng. Màu trắng rất là tinh khôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Thu Hiền ạ. Hiền năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. 29. Dạ, hiện đang làm gì? Dạ, em làm giáo viên ở tỉnh Long An ạ. À, giáo viên dạy về môn gì em? Em dạy tiểu học cho nên dạy hết tất cả các môn. Tiểu học dạy hết tất cả các môn ha. Rồi, Hiền rất là hiền, đang dạy học ở Long An. 29 tuổi. Cũng lớn rồi đây. Xin mời chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Bình tĩnh. Bên kia là bạn Hiền, giáo viên, 29 tuổi. Còn bạn? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Út, năm nay em 30 tuổi. Dạ, em làm nhân viên văn phòng cho công ty Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Biosin. Ở đâu? Dạ, ở Hóc Môn. Mà bạn 30 tuổi mà bạn chưa có người yêu hả? Dạ, tại tiền chưa đủ để rước người về nhà. Bao nhiêu thì mới đủ rước bạn về nhà? Thì cảm thấy mà mình rước người ta về, mình thấy mình lo đủ cho người ta, đủ no đủ mặt là được rồi. Tức là giờ chưa đủ để lo cho ta ăn no, được, chưa đủ mặt luôn. Ủa bạn làm lâu lắm mà chưa có đủ tiền hả? Dạ thì cũng nói chung là đủ sống. Đủ sống thôi. Dạ. Bạn sống đang sống một mình hay sống với gia đình? Dạ sống một mình. Một mình. Dạ. Tức là có nhà riêng rồi? Dạ chưa. Ở nhà trọ. À, tức là bây giờ muốn có nhà mới rước nàng về dinh đúng không? Ngày hôm nay đủ chưa mà dám ngồi đây? Cũng tạm, nói chung tạm hay là
Gần đủ rồi. Gần đủ hả? Có gửi ngân hàng rồi đúng không? À vậy được rồi. Hiền ơi, thật sự bây giờ em trong lòng em đã muốn lấy chồng chưa? Dạ có. Bà cảm thấy mình trễ chưa? Hay cũng trễ trễ rồi. Cũng trễ trễ rồi ha. Dạ. Thì mình hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút ha. Thì bây giờ bạn trai bên kia là người ta cũng thật tình là chưa có nhà. Công việc thì cũng tương đối ổn định, sắp sắp đủ rồi nhưng mà chưa đủ, sắp sắp thôi. Bây giờ em nhắm em có cho động lực để người ta đủ luôn được hay không? Giờ em yêu cầu như thế nào về người bạn trai của mình? Muốn bạn trai em cao khoảng 1m6 trở lên. Tính tình thì không nóng, không để tóc dài. Không để tóc dài. Bên đây tóc dài thọn luôn. Rồi, đi luôn. Bạn ấy chơi thể thao, với biết nấu ăn, tại em nấu ăn cũng hơi tệ. Bên đây thể thao giỏi luôn, tập tạ nè, cũng đã lắm. Biết nấu ăn không? Biết nấu ăn bạn. Dạ, cái đó thì rất là giỏi luôn. Rất giỏi luôn đúng không? Thôi, ở mình mà phải nấu ăn chứ. Nhưng mà người ta nấu thôi, em cũng phải rửa dọn nha. Dạ, người ta nấu em ăn. Người ta nấu em ăn. Đó là nhu cầu của bạn bên kia. Còn điều kiện của bạn là người bạn gái như thế nào? À, nói chung người bạn gái của em là phải cao khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Rồi. À, không mập quá, không không nhuộm tóc nha. Không nhuộm tóc. Ủa lý do tại sao không thích nhuộm tóc? Ta nhuộm quyền không, của ta đi. Mà nhuộm như là nhuộm màu tối tối thì được, mà nếu mà nhuộm màu rồi xong luôn thì bên đây vàng khè. Nhuộm highlight được không? Hai ba like được không? Dạ không. Không luôn hả? Thấy chưa, chị các cường nhuộm hai ba like đó. Tại sao lý do em không thích kỳ vậy? Nhuộm tóc vô nhuộm lai đẹp chứ có gì đâu. Phụ nữ mà đó mà có nhuộm tóc hay là xăm người thấy nó làm sao sao á. Sao gì đâu, người hiện đại mà. Ủa em xăm hình này bao lâu rồi em? Dạ 2 năm chị. 2 năm rồi hả? Dạ. Ủa, tại sao xăm? Tại em thấy nó đẹp. Ờ, tại thấy đẹp nên xăm tiêu. Thôi rồi, nó chết rồi. Không thích xăm mình coi xăm. Rồi bình thường mà em có sở thích gì? Dạ em thích đọc sách, thích đi du lịch, đọc truyện. Đọc sách đi, đọc truyện gì? Dạ em đọc truyện tranh á. Học truyện thiếu nhi phải không? Dạ. Để dạy cho mấy kể chuyện cho mấy em nhỏ nghe chứ gì. Dạ. Vậy là yêu trẻ con lắm đúng không? Muốn mấy đứa con nè? Em muốn nhiều đứa con lắm, nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn 2 đứa. Muốn nhiều lắm mà nhà nước không cho đâu. Bây giờ thí dụ như em muốn sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa? Em đẻ chừng nào còn khả năng thôi. Nè bây giờ bạn trai bên kia chị hỏi nè, bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó, mà bây giờ ta lỡ ta xăm lên cái tay ta rồi, bây giờ làm sao đây? À nhưng mà vết xăm nhỏ hơn bự chị. Nó to. Rồi đổ mồ hôi rồi. Bên đây đổ mồ hôi. Nguyên một cái con bò cạp. Trời trời. Bạn muốn đẻ mấy đứa? À, đối với em là 2 đứa là đủ rồi. Bên kia ta rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn. Không không sao đâu, có gì giờ em tư vấn thêm. Tư vấn hả? Dạ. Nuôi mà vợ chưa nổi nữa, mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi. Trời ơi trời. Nghe nói giờ dân bên Long An đúng không? Dạ. Long An hát cải lương được rồi nha. Đi hát cải lương không em? Dạ em hát karaoke không chị. Hát karaoke hả? Nhưng mà dạ. Hát cải lương được không? Cải lương em hát được. Hát được làm câu nghe coi cái coi. Nhưng em không có thuộc làm sao em hát được. Làm câu thôi. Cho em 1 phút chuẩn bị, bên đây hát trước. Bên đây dân thành phố hát nè. Không anh, cái gốc của em cũng Bến Tre. Nếu mà đi qua Long An hiểu được. Ồ, Bến Tre à. Rồi Bến Tre cũng biết hát cải lương luôn. Vô cầu dòng khổ nghe cái coi. Hàng giữa nước lung linh ru mình trong nắng mây. Tình yêu quê hương không bến không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em? Mất mát đau thương càng cao giọng hát. Cay đắng nặng lòng càng thương ngát tình ta. Hát cái lưu tôi khoái à, miễn có hát cái lưu tôi khoái à. Trời ơi sao em một mình thua hả? Thôi em chịu đếp vế, anh hát hay quá chừng rồi. Bên đây thua, bên đây người ta chơi thì xăm bồ cạp, sao hát giọng cổ được không? Mệt ghê. Rồi bây giờ để coi cô bên kia coi sao mà xăm bồ cạp. Tôi coi cái xăm cái cỡ nào. Trời đất ơi, sao mà xăm cái hình bự như vậy? Xăm bự cho người ta biết mình có xăm anh. À vậy đó hả? Dạ. Chết rồi. Ở bên đây là một chàng trai rất thư sinh, khoảng 45kg thôi. Đừng có đẻ hết khả năng nha. Dạ. Đẻ không nổi đâu. Đẻ hết khả năng không lớp luôn á.
Rồi, được, được. Coi vậy chứ xăm xăm chứ dễ thương lắm. Hay xăm da. Xăm nó cạp ngay cái tán này nè. Chào em. Hát giọng cổ hay quá hen. Bến Tre có trồng dừa không em? Dạ có chị. Vậy hả? Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Thôi được rồi, đủ rồi, mệt rồi. Được, được, được em. Có điều giờ chị không biết giải quyết cái hình xăm em sao. Thôi giờ cho hai bên gặp mặt đi nha. Kéo màn lên. Chuẩn bị. Đưa hình xăm cho ta coi đi. Cảm ơn anh ạ. 2 phút, bắt đầu. Anh ở Bến Tre em nghe nói con gái Bến Tre xinh dễ thương lắm mà. Nhưng mà anh trai xấu quá à. Anh muốn hỏi gì hỏi em đi. Ủa em dạy tiểu học hả? Dạ em dạy tiểu học. Rồi nếu mà nửa về Bến Tre em có về không? Anh chuyển cho em xuống dưới dạy được thì em về. Không, cái chuyện đó thì nếu mà được thì chắc ok. Nhà anh ba mẹ làm gì? Ba mẹ làm vườn trồng trái cây á. Thì em về đó em có làm vườn không ta? Không, vậy với em chỉ đi dạy thôi. Vậy thì em chấp nhận được. Trời ơi. Còn gì nữa không? Nhanh, còn có 30 giây thôi. Nhanh lên các bạn. Anh hỏi gì hỏi lẹ lên đi. Hỏi lẹ lên đi. Hỏi lẹ gì lẹ dữ vậy. Thôi nếu mà đẻ thì mình có 2 đứa thì chắc nuôi đủ rồi. Dạ. Nhà nước chỉ cho phép em được 2 đứa thôi ạ. Như vậy dễ chăm sóc hơn. Dạ. Tại em nói vậy thôi chứ muốn xin nhiệm cũng đâu có được. Hết giờ chưa anh? Cho nữa đó, thêm nữa. Cặp này dễ thương quá, nhìn nữa đi, hai người nói chuyện nữa đi. Cái đó để tụi em tâm sự sao anh ơi. Thôi hết giờ. Chưa cặp nào dễ thương cặp này. Thôi mình đẻ 2 đứa thôi nha. Mua được đâu được, anh nhà nước bắt có 2 đứa thôi. Và bây giờ là 3 tiếng đếm để các bạn nhấn nút hẹn hò với nhau. 1. Dạ. 3. Hết thời gian. Nãy giờ anh chỉ có đường đọc thôi, nhưng mà một cô gái rất là xinh xắn, dịu dàng ha, một cái nụ cười rất là tươi, rất là duyên dáng. Được, em thấy cặp đôi này là em thấy em hài lòng. Bạn thấy sao? Dạ thấy cũng được, cũng vừa cái mẫu người của em chọn. Thấy hạnh phúc chưa? Gật, nắm tay cái đi. À, cái đó để hôm sau anh. Thôi không đi. Thì cái ngay cặp thì đã gì đâu, cặp thì dễ thương lắm nha. Không lẽ anh em không như được. Rồi chúc mừng các bạn. Quận mấy em? Dạ quận Bình Tân ạ. Quận Bình Tân, được không em? Quận nào cũng được rồi. Có thành phố Quận Bình. Dạ. Là được rồi em gái ha. Dạ. Anh này thực chất á là anh dễ thương lắm. Dạ. Nói thôi chứ không có dơ đâu. Thôi, nói chung là về mình sửa được anh. Giống như anh nói là tình yêu đủ lớn thì đúng rồi. Thay đổi thì nhau. Mà nhóm em có thể cải hóa được anh này là ngày tắm 1 lần 2 lần không? Chắc là phải cam kết nữa. Cam kết gì đó. Yên tâm gì đó không? Dạ, giống như là không thực hiện thì sẽ bị phạt cái gì đó. Anh sợ phạt thì anh sẽ làm theo. Không tắm không nhau chung, đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Em không thích tật xấu gì của người đàn ông. Dạ, em không thích tính gia trưởng. Đây chắc không gia trưởng thôi. Tắm nó còn tắm gia trưởng gì. Anh chơi thể thao thì được rồi. Chơi thể thao nhiều. Cho nhiều mồ hôi đổ nhiều lắm. Gì nữa? Như em đừng quá, em quên rồi. Em có ngại làm dâu không? Dạ em thì không ngại làm dâu. Em nghĩ là làm dâu thì giống như mình có thêm một người cha một người mẹ nữa. Rồi chẳng hạn như là mình làm dâu mà về có bỡ ngỡ thì
mẹ chồng của mình cũng từng làm dâu thì mình không biết cái gì mình có thể hỏi á. Đúng rồi. Nhưng mà sao em không thích đàn ông bụng bự? Tại vì em thấy đàn thường bụng bự em nhìn có vẻ không được khỏe khoắn lắm hả? Bụng bự ta cũng khỏe lắm chứ bộ. Bụng bự đẹp không? Dạ đó là quan điểm của em thôi, còn người khác ạ. Bảo đảm đi, ai cũng nói muốn eo thon lấy chồng chừng năm 10 năm là bụng nó tự nhiên bự lên. Phát tướng đúng không anh? Phát tướng đúng rồi. Dạ. Phát tướng là phát tài đó cưng. Phát tướng phát tài. Thì lấy vợ về rồi mới phát tướng. Được rồi. Bây giờ hôm nay em ở Lâm Đồng đi em ạ. Dạ có. Huyện nào vậy em? Hả? Ở Lâm Đồng em ở huyện nào á? Dạ em ở thành phố Bảo Lộc ạ. Thôi bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiện, biệt danh của em là Alex Còi. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn nguồn gốc của em là ở ngoài Nam Định. Công việc hiện tại của em là trưởng phòng giao hàng. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Bích. Năm nay em 25 tuổi, hiện em đang là giáo viên tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nguồn gốc của Bích ở đâu? Dạ em quê gốc ở Quảng Ngãi nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng luôn ạ. Rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ về ưu điểm thì em được bạn bè nhận xét là một người hòa đồng, dễ thương, thân thiện, là một người biết lắng nghe, chia sẻ và yêu thương gia đình. Khuyết điểm của bản thân thì em hơi nhút nhát, ít nói, nói chuyện thì cũng không có được thu hút người khác lắm. Thường thì em không có gây ấn tượng với các bạn hoặc là người đối diện qua cái lần đầu tiên gặp mặt ạ. Rồi ngoài ra thì cái chiều cao của em cũng là một cái hạn chế của em nữa. Cao bao nhiêu chị thấy? Dạ, cao 1m52. Nó 52 phụ mà, nữ là bình thường. Dạ mà may mắn cho em hơn nữa là em chơi trong các hội bạn thân hay là những người thân của em, người quen của em thì toàn là chân dài tới nách không à chị. Đó là tại xung quanh thôi chứ còn thật ra em chị thấy rất là vừa vặn. Dạ. Còn bên đây vậy là hợp á, bên đây cũng hợp với em rồi về chiều cao rồi đó. Bên đó làm sao? Cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m65 chị. Được rồi, vậy là được xứng rồi. Gái 50 mấy, trai 60 mấy là được rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết chơi thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đua xe. Hả? Tự. Gì có đua xe nữa? Dạ. Đua xe gì? Dạ, đua xe đạp chậm ạ. À, được. Được, chả phải nói rõ chứ. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và hay ngoáy mũi, khạc nhổ lung tung. Cái trời gì? Trời ơi, ghê vậy? Thiệt không nhỉ anh? Dạ, thiệt. Cái này là phải coi lại chứ không được nha. Chị qua coi đi chị. Dạ, cái này cũng rồi, nó thành cái tạp ra. Ngoáy mũi hả? Dạ. Ngoáy sao ngoáy coi? Dạ ngoáy như thế này hả chị? Anh ngoáy cái ngoáy trước mặt mọi người không anh? Đừng có kêu nó khạc liền á. Dạ em có khạc trước ở dưới đó. Hả? Khạc dưới phim trường của người ta, khạc dưới rồi mới lên đây hả? Không, em vào cái chỗ khuất khuất em khạc á chị. Trời ơi, khạc ông khạc ngoài đường người ta còn quét dọn, ông chung trong kẹt ông khạc. Khạc ngoài đường. Ở phim trường người ta khạc ở ngoài, mất quá người ta không còn lao được. Khạc ở đâu, ở ngoài đường luôn. Trời phải ơi. Phải đúng vị trí. Kèo dính giấy trên mặt kìa, khạc rồi lao chùi rồi dính cái mũi hay gì vậy? Bên má bên đây nè. Đây nè, đó. Chắc nó dính cái gì vậy chị? Đó, dính cái gì? Có cái gì đó. Dạ, giấy ạ. Luôn. Ghê quá. Trời ơi. Cái tật này phải bỏ nha. Không dạ. Có khạc nhổ ngoài đường. Có bởi sạch sẽ là... không? Khạc nhổ phải dạ, đúng nơi quy định. Em cũng sạch sẽ chị. Bao mấy bữa mới tắm bữa? Dạ có thể 3 ngày tắm một lần ạ. Thôi tôi về. Thiệt không em? Dạ thiệt ạ. Trời ơi. Trời ơi thiệt luôn hả? Tôi tưởng giỡn, nó thiệt hả? Dạ thiệt chị ơi. 3 ngày tắm lần? Cũng có thể 2 ngày hoặc 1 ngày ạ. Ủa tại sao vậy em? Tại sao không tắm? Tắm mất có 5 phút à? Như trời mà nó lạnh thì là em sẽ lười tắm ạ. Em ở chỗ nào mà trời lạnh? Dạ em ở, nếu mà ở nhà thì có thể một tuần em tắm một lần. Hả? Ở trên Lâm Đồng á hả? Dạ. Tuần tắm lần. Dạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày tắm lần. Thành phố tùy thời tiết nữa, nếu mà nóng thì một ngày một lần. Rồi bây giờ nếu cái lần lạnh hồi... thì là 2-3 ngày một lần. Thành phố làm gì có lạnh. Nhưng mà trước khi tới đây tắm chưa? Tắm chưa? Dạ tối qua em tắm một lần rồi, sáng nay em đi em tắm thêm lần nữa rồi. Hay quá. Đỡ hàng chi. Nhưng mà sao kỳ vậy, cái tật là phải mấy ngày mới tắm lần hả? Không, tại vì em lười tắm lắm. Lý do tại sao lười em? Lý do sao lười? Dạ em cảm giác mà bước vào phòng tắm nó hơi có sợ. Sợ gì em? Sợ nước lạnh.
thì có nước nấu. Mai mốt dạ, nếu có người yêu thì anh có xiên tắm hơn không anh? Lại lại. Bạn gái hỏi gì kìa? Dạ. Mai mốt nếu anh có người yêu thì anh có xiên tắm hơn không anh? À, có người yêu thì nếu mà nhắc thì mình sẽ đi tắm. Phải nhắc nữa hả? Và lý do sao mà em Alex còi? Dạ tại vì em thích đá banh á, xong em thích ngài Alex Cousin của huấn luyện viên của MU anh. Xong tính của em cũng giống ngài Alex á, nên là mọi người gọi em là ngài Alex. Ủa ngài Alex cũng không có tắm hả sao? Dạ không, ý là quyết đoán trên sân cỏ chị. À chị tưởng là ngài Alex cũng 3-4 ngày mới tắm lần. Cuộc đời mai mối của tôi lần đầu tiên gặp ca này. Nó có gọi là có sở thích đi đá banh mà sở thích không có tắm nữa. Trời ơi. Hai ba ngày phải tắm lần chắc mệt lắm à. Nói vậy thôi chứ có bạn gái, có vợ thì kia phải tắm thường xuyên nha. Ủa dạ. em về tình trường của em sao em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào chị ạ. Hèn chi. Lý do tại sao em chưa có mối tình nào? Dạ lý do chắc là em trúng độc hoa tình á chị. Ủa là sao em? Dạ chắc là không nhút nhát gái với lại là em giống như kiểu hay xem phim kiếm hiệp của Dương Quá với cô á. À. Thì có cái độc hoa tình gì mà dính vô là không có biết yêu đồ á chị. À coi như là người lãnh cảm luôn á phải không? Tại đâu, nó tóm lại là ít tắm là không có bồ thôi. Đúng rồi. Về tắm đều sẽ có bồ, chắc chắn vậy luôn. Bạn gái nãy giờ em nghe bệnh như vậy em cảm thấy sao? Hoang mang quá hả cưng? Dạ em thấy hoang mang quá, nhưng không biết có phải do anh tính anh hài hước nên như vậy không? Không không, nó này không tắm thiệt chứ, nãy chị cũng tưởng hài hước chị về mà ông nói không tắm thiệt chứ hài hước gì. Hoang mang quá chị ơi. Rồi thôi, cái chuyện đó lát tính sau đi. Dạ. Bây giờ tình trường của em sao? Dạ em chưa có mối tình chính thức nào hết, nhưng mà em đã tìm hiểu hai người rồi. Nhưng mà sau thời gian tìm hiểu thì có những cái không hợp cho nên là không có quen nữa, không có chính thức quen ạ. Ồ sao vậy, mình đưa ra tiêu chí cao quá hay sao em? Cái mẫu người bạn trai của em như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì cao 1m65 trở lên. Rồi được, chuẩn. Có óc hài hước chút. Anh này chắc dư rồi. Cái này nó không phải hài hước, cái này thiệt. Rồi. Cũng hài hước lắm á. Rồi sao nữa em? Rồi cũng là người biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm gia đình ạ. Tức là thường thì con trai mà thương gia đình thì cũng thương người yêu hoặc là thương vợ tương lai của mình. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, em không thích bạn trai bụng bự. Rồi, không có bụng bự. Ở dơ. Không biết là cái này anh có sửa được không ạ? Nếu mà trai? Tình yêu đủ lớn thì anh sửa được hết. Nếu tình yêu đủ lớn, anh hứa anh sẽ tắm mỗi ngày. Bạn này không có tình yêu chắc thúi luôn á. Gì một chút á, tâm sự mà nếu được không được vậy em phải bắt hứa thề trước bao nhiêu mọi người cái vụ tắm mỗi ngày. Đúng rồi chị, một ngày ít nhất một lần. Thì ít nhất ngày một lần, đúng rồi. Trời ơi đi cả ngày trời, thành phố nóng nực, mùa hôi mùa kê tùm lum tà la, rồi đá banh nó đồ nữa. Em nói cho anh đi, em muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ em muốn tìm bạn gái chiều cao trên 1m53, ưa nhìn. Nãy đây ta nói 52 rồi. Thôi. Ơi người không ý tứ gì hàng chi ế. Tóc ngắn mắt to. Rồi được rồi, là người phụ nữ của gia đình. Ngắn có ngắn, to có to, phụ nữ gia đình anh thấy có đó. Sạch sẽ thơm ngon. Em biết nấu ăn á anh. Biết nấu ăn rồi gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy thôi anh. Điều gì em không thích ở người bạn nữ? Dạ không thích là xăm mình. Xăm không có xăm. Hay ngồi lê tán phét ạ. Ngồi lê tán phét có không? Dạ không. Không có. Chỉ vậy thôi. Vậy thôi đơn giản. Rồi bây giờ tôi hỏi là bên kia nè, là bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 2-3 tháng gì đó chị. Cái gì 2-3 tháng? Chưa khắc phục được cái vụ ở dơ ai cưới. Vậy thì em sẽ cố gắng một ngày em tắm một lần ạ. Rồi cưới xong về ở đâu? Dạ ở công ty cũng được chị. Ủa, em đang ở công ty ạ. Công ty là sao? Sao không ở nhà mà ở công ty? Công ty thì cấp cho cái phòng ở đó hả? Dạ đúng rồi anh. À, nhưng mà ta có cho một mình em, ta có cho vợ của em ở không? Cái đấy chắc có em. Hả? Chắc có. Rồi còn bao lâu thì em mới có thể có cái nhà riêng cho hai chồng ở được? Em có nhà rồi anh, nhưng mà em cho thuê rồi. Có nhà riêng tiết rồi, kiệm. Cho thuê ở công ty đỡ tốn tiền. Có nhà riêng là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở trên
quê trên Lâm Đồng? À, thành phố Hồ Chí Minh em. Quận mấy em? Dạ quận Bình Tân ạ. Quận Bình Tân, được không em? Quận nào cũng được rồi, có ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là được rồi em gái ha. Dạ. Ha. Anh này thực chất á là anh dễ thương lắm. Dạ. Nói thôi chứ không có dơ đâu. Nó dạ. hồi chút thôi. Nói chung là về mình sửa được anh. Giống được như rồi. Anh nói là tình yêu đủ lớn thì đúng rồi. Thay đổi về nhưng nhau. Nhưng mà nhóm em có thể cải hóa được anh này là ngày tắm một lần, hai lần không? Chắc là phải cam kết, có cam kết gì đó. À, yên tâm gì đó không? Dạ, giống như là không thực hiện thì sẽ bị phạt cái gì đó. Anh sợ phạt thì anh sẽ làm theo. Không tắm, không nhau ngủ chung, đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Dạ, em không thích tính gia trưởng. Đây chắc không gia trưởng thôi. Tắm nó còn tắm, gia trưởng gì. Anh chơi thể thao thì được rồi. Chơi thể thao nhiều. Chơi nhiều, mồ hôi đổ nhiều lắm. Gì nữa? Như em run quá em quên rồi. Em có ngại làm dâu không? Dạ em thì không ngại làm dâu. Em nghĩ là làm dâu thì giống như mình có thêm một người cha, một người mẹ nữa. Rồi chẳng hạn như là mình làm dâu mà về có bỡ ngỡ thì mẹ chồng của mình cũng từng làm dâu thì mình không biết cái gì mình có thể hỏi á. Đúng rồi. Nhưng mà sao em không thích đàn ông bụng bự? Tại vì em thấy đàn thường bụng bự em nhìn có vẻ không được khỏe khoắn lắm hả? Bụng bự người ta cũng khỏe lắm chứ bộ. Bụng bự đẹp không? Dạ đó là quan điểm của em thôi, gần về người khác ạ. Bảo đảm đi, ai cũng nói muốn eo thon lấy chồng chừng 5, 10 năm là bụng nó tự nhiên bự lên à. Phát tướng đúng không anh? Phát tướng đúng rồi. Dạ. Ha? Phát tướng là phát tài đó cưng. Phát tướng phát tài. Thì lấy vợ về rồi mới phát tướng. Được rồi. Bây giờ là hôm nay hai bạn có đi với người thân không? Dạ có. Huyện nào vậy em? Hả? Ở Lâm Đồng em ở huyện nào á? Dạ em ở thành phố Bảo Lộc ạ. Vậy thì cũng gần nhà của ba mẹ anh á. Dạ anh ở đâu ạ? À, Di Linh. À Di Linh. Dạ cũng gần ạ. Vậy là rồi. Hợp lý rồi. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị họ với đồng nghiệp ạ. Rồi cho gặp bên nhà trai ạ. Đại diện gia đình đi. Rồi chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Linh, chào mọi người ạ. Thực sự lúc mà Thiện nói cái chuyện ở dơ ấy thì Thiện có ở dơ thật, nhưng mà đàn thanh niên mà em không nói trước được cái chuyện, nhiều khi là nhiều bạn thanh niên thì tính kỹ tính, những người kỹ tính thì người ta ở thường là rất là sạch sẽ, còn Thiện thì tính rất là dễ. Mà nói chung trong công ty thì Thiện là người công việc là làm rất là chu đáo, mỗi đúng là đúng thực sự là có một cái tính hơi ở dơ một chút. Có khi nào trong công ty mà bốc mùi ảnh hưởng những người xung quanh không chị? Chuyện đó là không có, tại vì trong công ty luôn luôn có người giúp việc rồi. Và thì còn quần áo thì Thiện luôn dặn sạch sẽ lắm, nhưng chẳng qua là để vài ngày mới giặt một lần thôi, chứ không đến nỗi mà như Thiện nói đâu em ạ. Còn cái tính mà ở dơ thì chủ yếu là sau này em lấy vợ lấy chồng về thì người phụ nữ là cái người mà có thể cải thiện được cái chuyện đó, nó là hết sức bình thường. Thì chị thấy là hai em là có một cái lợi là đều ở Bảo Lộc, Lâm Đồng rồi. Thì bố mẹ Thiện thì sinh được Thiện là lớn, với một em gái cũng đang học đại học đây, vừa xong cũng đi làm rồi. Thiện nhà cửa có đầy đủ ở Hồ Chí Minh rồi. Thế cho nên là chị nghĩ là Thiện 29 tuổi rồi, cũng đến lúc mà cái tuổi cứ kết hôn. Thì chị thấy em rất là xinh xắn, trắng trẻo. Mà chị thấy có vẻ là hợp với Thiện. Thì chị nghĩ là chị sẽ phải mất một chỉ vàng rồi. Bởi vì là chị có hứa với Thiện là nếu mà em lấy vợ thì chị sẽ tặng em một chỉ vàng. Thế thì có nghĩa là chị mất thật rồi Thiện ạ. Em tưởng một cây chứ. Bạn gái mình đi với ai? Nói, tưởng đâu một cây kìa. Dạ em đi với hội độc thân nhà em ạ. Hội độc thân, rồi cho chị gặp hội độc thân bên nhà gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào anh cùng chơi và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu em là em cùng phòng với chị Bích ạ. Bích nhà em thì ở nhà là một người rất là hiền lành, rất là dễ thương. Có một cái là Bích rất là xinh tắm, rất là sạch sẽ và cầu toàn trong mọi việc đó. Nên là thành ra rất hơi khó. Dạ. Nói về anh cùng chơi thì em thấy anh là một người khá vui tính, khá dễ thương, và em nghĩ đạt 85% của Bích rồi. Em mong sau chương trình thì hai người cho nhau cơ hội, em thấy khá hợp nhau. Dạ. Rồi cảm ơn em. Bây giờ gặp mặt nhau ha, mình cải thiện cái vụ đó nữa là xong rồi đó, chị thấy hợp rồi đó. Chúng ta sẽ kéo hàng rào này cho hai người gặp nhau. Bắt đầu. Chào em. Dạ chào anh.
có món quà tặng em không? Dạ em cảm ơn ạ. Ủa ý nghĩa món quà cái gì vậy em? Dạ không? Cái hoa này là em tự trồng. À, ủa vậy dạ, hả? Và cái chai nước hoa thì em cũng tự làm luôn ạ. Ồ, hoa tự trồng. Em tự làm cái vỏ hay làm cái ruột luôn? Dạ em hái hoa ở vườn nhà xong em ra tiệm cho người ta gói ạ. À, nhưng mà hoa này em trồng ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh đó hả? Dạ. Ồ, trồng bông hồng được luôn hả? Dạ em trồng ở trên sân thượng. Hay quá ha. Vậy là còn cái nước hoa kia kìa. Cái nước hoa là em tự làm. Làm bằng gì? Dạ em tại vì em làm ở công ty hương liệu á nên em cũng biết pha chế nước hoa. À, hay quá. Hay. Như vậy là có thể là khỏi mua nước hoa rồi đó. Dạ, đúng rồi anh. Vậy là mặc dù ở dơ nhưng không có bốc mùi. Tại vì tự chế được cái hương liệu đặc biệt cho bản thân. Thứ dòng mà 3-4 ngày không tắm nó xịt dầu thơm thơm dữ lắm. Có gì nữa không? Thể hiện luôn đi em. Chị thấy có cái gì trên bàn nữa kìa, em làm luôn cho ấn tượng. Dạ, ngoài ra em còn biết chơi một số nhạc cụ âm nhạc thì hôm nay em xin thổi sáo ha. Một khúc sáo để cho bạn gái nghe ạ. Rồi, xin mời em. Đừng run anh. Được rồi ạ. Mới tập hôm qua đó, thông cảm nha. Rồi bây giờ ta bắt đầu câu chuyện đi. Các bạn cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh khá là hài hước. Về ngoại hình thì chắc là giống như những gì em nghĩ ạ. Anh thì thấy em rất là dễ thương. Dạ, trắng. Cảm ơn. Với lại cùng quê nữa thì đám dạ. cưới nó chắc nó cũng nhanh. Dạ. Muốn đám cưới thì phải hứa cái vụ kia. À, hồi nãy em có nghe anh nói là 1-2 tháng là cưới mà sao em nghe gấp quá vậy anh? Cái đó là anh nói hài hay sao ạ? Không, anh nói thật đấy chứ. Sao mà mình gấp vậy ạ? Tại vì theo không em thì lâu hơn cũng được tùy à. Nếu mà đã tìm hiểu rồi mà mình thích là mình làm thôi. À dạ. Tại vì theo em thì hôn nhân là phải dựa trên cái gì đó mà mình phải suy xét kỹ lưỡng, tìm hiểu nhau kỹ nhau thì mình mới nên tiến tới hôn nhân ạ. Cho nên là nếu mà anh nói 1-2 tháng thì hơi gấp quá. Em nghĩ là mình nên cho thời gian tìm hiểu để mình hiểu tính của nhau hoặc là có những cái gì đó mình có thể dung hòa được với nhau ạ. Đúng rồi. Dạ. Thì bữa nay lên đây thật là anh cũng hơi run tại vì anh hơi nhát. Em cũng nhát, anh đừng nhát nữa. Hẹn hò thế nào? Nếu mà hẹn hò thì em thích đi những nơi nào? Dạ em thường đi cà phê hoặc là đi xem phim. Và em cũng thích đi du lịch nữa. Em đi du lịch bằng xe máy hay là đi bằng... Dạ em thích đi bằng xe máy ạ. Đi bằng xe máy thì dạ. cũng được. Anh cũng hay đi du lịch nhưng mà anh đi bằng máy bay không ạ? À anh đi bằng máy bay ạ. Dạ anh book vé em đi là em đi chung luôn. Dạ đúng rồi. Lần sau là book vé đôi nha anh. Được ạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình nào? Quan điểm về hôn nhân gia đình của em như thế nào? Dạ thì giống như em nói ban đầu thì mình nên tìm hiểu nhau kỹ để mà hiểu nhau rồi mình mới tiến tới hôn nhân ạ. Và anh có tức là anh có khi mà yêu thì anh có thói quen là như là giám sát người yêu mình quá không ạ? Tại anh chưa yêu lần nào nên anh cũng không biết là giám sát người yêu đâu. Đầu tiên thầm. Em gái hát tặng chàng trai một đoạn bài hát nào đó. Thật ra em hát cũng không có hay rồi, chỉ là hay hát thôi. Nhưng mà em cũng xin gửi đến quý vị khán giả và hai MC bài hát Hồn Quê. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương tình hôm nay lớn dần, lòng buồn dời dời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khói, thương khói lâm ban chiều và mái tranh thua còn nằm ngôi.
Khi mẹ che bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau. Như âm xưa như ngã sông, lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Ôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Mỗi một tuần chúng ta gặp nhau mấy lần, các bạn có thể trao đổi luôn đi. Thời gian rảnh của anh là khi nào ạ? Là anh rảnh buổi tối từ thứ hai tới chủ nhật luôn. À, từ thứ hai tới nhật, còn ba ngày thứ bảy chủ nhật anh không rảnh ạ? À, thứ bảy chủ nhật thì anh rảnh nguyên ngày. À, vậy chắc em bận hơn anh rồi. Tại vì em là giáo viên tiếng Anh nên là thường cái giờ trung tâm thì nó hơi khác một chút xíu. Là em dạy ở trung tâm nào? Dạ, em dạy trung tâm ở Tân Bình ạ. Dạ, cũng trung tâm tiếng Anh nhỏ thôi ạ. Và em có làm bán thời gian nữa. Thì thời gian em dạy cả ngày thứ bảy luôn ạ. Tức là em rảnh chiều chủ nhật và các buổi tối khoảng từ 7 giờ. Em cũng rảnh buổi tối ạ. Thì buổi tối mình hẹn hò được. Dạ. Thì anh có thể làm học trò tiếng Anh của em được không? Dạ, em thì không có giỏi tiếng Anh với lại... Có cô giáo tiếng Anh đây rồi anh. Không giỏi mới đi học. Vậy thì em dạy anh ok. Dạ, miễn phí. Cứ dạy vài câu đi. Tình yêu là như thế nào? Anh biết nói anh thích em như thế nào? Ừ. I like you. Dạ, yeah, I like you. Học trò này dạy được á anh Linh. Dạy anh ấy một câu là anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. I will love you forever. Forever. I will love you forever. Nói nguyên câu đi. I will love you forever. Hay quá. Thật hay. Rồi bây giờ mình tỏ tình sao cho lãng mạn hay chút xíu. Đó là phải lồng ghép cái sự tỏ tình cùng với lời hứa hẹn mình sẽ tắm mỗi ngày đó. Để quyết định bạn gái có bấm nút hay không. Để em hát một bài chị. Hát một bài. Dạ. Rồi. Cháy lên đi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói. Nhớ mãi, nhớ lời nói, lửa cháy rượu đắng ngày nào. Con đàn chim chư rao bay qua dưới bầu trời. Con dòng sông ruông pa trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em anh còn yêu em mãi người ơi. Rồi này, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thủ tục nha. Mời bạn để tay nút bấm. Đây. Chưa có hứa đó nha. Dạ anh hứa trước đây rồi. À, anh hứa là sẽ tắm thường xuyên. Thường xuyên là sao? Thường xuyên là mỗi tháng hay là bây giờ trước mắt mọi người em nói là đi ha. Mỗi ngày anh sẽ tắm một lần trở lên. Không, bây giờ nè, em phải nói bắt đầu từ hôm nay có em rồi, anh hứa trước mắt mọi người, trước hai bên gia đình dòng họ anh sẽ như thế nào đó, nói câu dài dài. Đúng rồi. Hôm nay trước mặt khán giả thì anh xin hứa là sẽ tắm nhiều hơn một lần một ngày. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Được rồi ha. Đây. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta đã trò chuyện để phần nào hiểu được nhau. Nhưng quyết định bấm nút là để hẹn hò, để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút để chơi, không phải bấm nút chỉ đi xem phim, uống cà phê rồi thôi các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Vẫn như thường lệ, truyền thống của bạn Nguyễn Hò là hôn nhau sau khi bấm nút. Chưa yêu lần nào phải hôn từ từ, lâu lâu. Cảm nhận. Chưa yêu lần nào mà hôn phải cảm nhận xem nụ hôn như thế nào rồi nhắm mắt báo lại cho người biết nha. Từ đúng rồi, báo nữa anh. Đúng rồi, coi cảm nhận thế nào, bắt đầu từ thôi, từ để yên, hít vô sâu vô rồi. Thấy sao? Thấy tim nó run
với lại nó thơm thơm cái mùi mỹ phẩm. Có thơm mùi mỹ phẩm. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang Couple TX toàn quốc. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng hiệu Senton, để bạn gái cầm đi. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng hiệu Senton, máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá 7 triệu đồng. Đây là một quà đặc biệt nhãn hàng UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV trị giá 9 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Hy vọng rằng với những món quà này nó sẽ có thể giúp bạn thêm những cái niềm vui trong cuộc sống, và mong rằng các bạn sẽ sớm gửi tin mừng với tôi nha. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, hãy nắm tay nhau đi tìm hiểu nhau đi hai bạn. Rồi, bạn gái đi trước nha, bạn trai đi sau để đỡ nha.